Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, tu hành bố thí ba la mật đa, lìa việc san tham, tu hành tịnh giới ba la mật đa, lìa việc phá giới, tu hành an nhẫn ba la mật đa, lìa việc tức giận tranh cãi, tu hành tinh tấn ba la mật đa, lìa việc giải đãi, tu hành tịnh lự ba la mật đa, lìa việc tán loạn tu hành bát nhã ba la mật đa lìa việc ngu si này thiện hiện đại bồ tát ấy tuy an trụ pháp không của tất cả pháp nhưng ưa thích tránh pháp chẳng ưa phi pháp tuy an trụ pháp không chẳng thể nắm bắt được nhưng thường khen ngợi pháp tánh bất hoại làm lợi ích hữu tình tuy an trụ chân như pháp giới nhưng ưa thích thiện hữu chẳng ưa ác hữu thiện hữu ở đây là chư như lai ứng tránh đẳng giác và các chúng đại bồ tát hoặc các thừa thanh văn độc giác vân vân có khả năng giáo hóa an lập hữu tình khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cũng gọi là thiện hữu. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì muốn nghe Pháp nên thường ưa gặp Phật. Nếu nghe như lai ứng tránh đẳng giác ở thế giới khác đang thuyết tránh Pháp, thì liền dùng nguyện lực sanh về cõi ấy, cung kính cúng dường, nghe thọ tránh Pháp này thiện hiện đại bồ tát ấy hoặc ngày hoặc đêm thường chẳng xa lìa tác ý niệm phật thường chẳng xa lìa tác ý nghe pháp do nhân duyên này tùy theo các quốc độ có chư như lai ứng tránh đẳng giác đang thuyết tránh pháp liền nương nguyện lực đến đó thọ xanh hoặc nương thần thông mà đến nghe pháp do nhân duyên ấy các bồ tát này thọ xanh các cõi thường được gặp phật luôn luôn nghe tránh pháp không hề gián đoạn này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, thường vì lợi lạc các hữu tình, nên tuy thường hiện khỏi các định sâu sắc của thiền vô sắc, nhưng dùng phương tiện thiện xảo khởi tâm dục giới, dạy cho các hữu tình mười thiện nghiệp đạo, cũng theo nguyện lực hiện sanh dục giới có Phật. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền.